Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là Minh Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là set thứ 3 nha các bạn. Nhưng nhân đầu vàng không phát nha các bạn. Thiện ngu muội phát bóng nha. Bên kia chạy nhân đầu vàng phát rồi các bạn ơi. Nhân đầu vàng phát quá ghê. Không không. Một pha quá may mắn cho Tiến. Giặt về lưới, bóng vào lưới bên này luôn. 1-0, nghiêng về cho Tiến xà lan. Tiến tay trái, đứt ngoài chuyền hai áo đỏ, quần đen và sang phạm. Một pha sàn trắng quá hay của Đức Ngoài. Hiện tại bây giờ bên kia là Tiến tay trái là chủ sân, còn Tiến xà lan là áo đen quần đen. Một hai hai set đầu thì nhân đầu vàng thác bạn, còn set này là Thiện ngu muội phát thiếu rồi. Quá hay, một pha trẻ đường y lại quá hay của Tiến xà lan. 3-1. Cơ hội nâng cao điểm lên cho bên kia. Quá hay. 4-1. Thật sự Thiện ngu muội phát có khác nhân đầu vàng các bạn ơi. 4-1. Chị xa quá. Lại là bên bốn kia không ăn ý nữa rồi. Thật sự bên bốn kia không bao giờ tập trung những quả phản công của mình các bạn ơi. Hai bốn. Tào Lao quá ghê. Một pha công lưới tốt của Tiến tay trái. 5-2. Mày phát gài, mày phát bay. Quá may mắn pha bóng vừa rồi của Linh. 3-5. Bóng leo vừa lưới lăn điểm luôn các bạn. 3 gai. Thật sự là Tiến xà lan tay trái qua bên biên số 4, thật sự quá lợi hại các bạn ơi. 6-3. Hỏi cơm. Còn đó tiếp tục. 3 thông minh. Càng va chạm càng thông minh lên các bạn ơi. Đấy là quy lực. 7-3. Lại là nhân đầu vàng bị đóng dấu vô rồi. 8-3. Bên nhẹ bị một lèo luôn rồi các bạn ơi. Lèo tẹo lèo tẹo chứ banh lên không được, làm sao cắt được. Một pha chắn lưới quá hay của Tiến Sang. Đâu xấu nhưng mà gặp ở mày bên ngoài đâu thôi đó con. Quá ghê cho nhẹ, thật sự nhẹ nhẹ nhàng như bông hồng các bạn ơi. Nhẹ người lép xẹp nhảy ghê quá. 4-9. Phát bảo đi Thiện ơi. Quá ghê cho Thiện ngon muộn phát bảo. Ghê quá. Thật sự Tiến Sang qua bên biên số 4 quá khó chịu thiệt các bạn. Mời bóng qua bên biên số 4 luôn đi. Không bốn. Ngày xưa có mai không thấy Đồng Nai đó. Tay trái qua tay phải quánh súng bắn lần đầu tiên luôn. Không có cao thủ nào Việt Nam mà bằng mai không thấy hết.
tay trái qua bên phải. 11 4. Thì đó có nghe cậu với Mai qua ba không ta? Trong bộ bài gì đó. Pha xử lý quá hay của nhẹ. Mai em thấy hiện tại bây giờ ở bên chỗ gì Thanh Bình đi vô xuống tí sân đợt trước đó có cái sân đó. Mai em thấy đẹp trai lắm. Giờ còn quýnh được không? Giờ chuyền tốt. Giờ chuyền chứ không quýnh được nữa ha. Ít quýnh. Đóng lục nè tao. Một pha giò gà trống trắng của nhẹ quá dễ dàng. Mai Hồng Thái Đồng Nai các bạn vật liệu xây dựng Đồng Nai cùng với Hiếu Ducati chuyện hay. Thật sự Mai Hồng Thái tay trái của Việt Nam mình rất lợi hại. Từng dính đội tuyển Việt Nam và tay trái qua biên số 4 của tay phải thật sự rất ấn tượng. Từ trước đến giờ chưa một ai hay hơn Mai Hồng Thái. Mai Hồng Thái hiện tại bây giờ đang sinh sống ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Bỏ quê Đồng Nai rồi. Làm em tô mì khô hết chị. 6-11. Có bò không? Và phát bóng hỏng của Thiện. 12-6. Chân già cũng được nữa. Hai chân đi. Và chân đòi quá tốt của Tiến Sang và Đức Quay. 13-6. Bóng tốt 14-6. Thật sự không biết điều gì đang xảy ra bên Thiện của mỗi nhân đầu bàn. Nhẹ và Linh. Để lại cho mày phát lại luôn nha ngay. Quá hay cho Thiện của mỗi. Quá hay cho Thiện của mỗi. Tiến Sang lại là biên số 4. Tay trái khó chịu thật sự các bạn ơi. Nhân trắng tốt quá. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xe ban này quá dễ dàng. Thật sự Thiện của mỗi. Rồi cho mày phát lại đó. Ở bên kia cho phát không? Mùa mưa, mùa Covid rất dữ dội các bạn ơi. Mong các bạn hãy giữ sức khỏe nha. Ăn 2C cho phát lại mà chạy luôn trời. Mùa ngọt ngào quá. Tại sao gọi là Thiện ngu muội? Vì anh ấy thật sự trước đây rất ngu muội nên gọi là Thiện ngu muội. Các bạn thấy ông Somno 2002 cao 1m87. 85 87 vậy bạn, rất khủng không? Đang cáp kèo và cáp kèo các bạn ơi. Quay 2002 cao bằng Somno, đôi công Somno, để Lâm đang làm kèo cho Somno luôn nè. Somno 3-3-4-4 đôi công nha. Somno quay 2002 2002 nha. Somno hạng kèo đôi công các bạn ơi. Mùa dịch mùa Covid này làm cho vui các ơi. Nhìn đêm ơi. Danh đêm đang ở đâu? Somno đang ở đây. Danh đêm Hòa Lạc đâu? Còn đây các bạn nhìn kỹ lên nè. Thiện của mỗi quay mặt lại cây. Thế nhân đầu vàng phát bóng. Quá ghê và quá ghê. Thua 15-6. Thật sự quá đẹp, quá ấn tượng cho nhà Thiện của mỗi. Quá hay.
Hay quá Thiện ơi, con phát banh hay quá Thiện ơi. Ba mà ba không nhiệt tình đó bầu. Ba không nhiệt tình không? Đủ quá, đủ mẹ vậy.